con thử cái trà này đi. Nó sẽ rất là đặc biệt. Cảm nhận xem thử con nói là nó mùi hương gì. Trà này con thấy thơm thanh mùi trà này, nhưng mà đâu đó có một cái mùi ngọt ngào như sữa. À, nó là dòng trà Ô Long Kim Tuyên. Trà Ô Long Kim Tuyên và nó sẽ đặc trưng, cái nốt hương của nó là nốt hương sữa. Trà Ô Long Thứ Quý thì nó sẽ đặc trưng của nó là đẩy lên là nốt hương hoa. Trong cái quy trình chăm sóc của trà Phước Lạc á, thì Ô Long Thứ Quý cùng với Ô Long Kim Tuyên được chăm sóc, được xịt và chăm bón bằng sữa và trứng gà. Sữa đó là mình sẽ ngâm bằng đậu nành để cho nó lên men vi sinh. Đặc thù Ô Long Kim Tuyên nó đã có một cái nốt hương sữa rồi, thì nó sẽ phù hợp cho giới trẻ. Còn dòng trà Thứ Quý thì nó sẽ có một cái nốt hương hoa, đó là đặc trưng của trà Ô Long Thứ Quý. Vị nó sẽ đậm hơn, mùi nó sẽ nồng hơn, nhưng mà đặc biệt nó khác biệt với Ô Long Kim Tuyên là nó sẽ có mùi hoa. Nó sẽ phù hợp với những gu khách hàng là trước khi uống trà truyền thống, bây giờ muốn chuyển đổi qua uống Ô Long, thì cái dòng Ô Long Thứ Quý sẽ là cách chọn lựa mà phù hợp nhất. Theo như con đã cảm nhận hai vị trà, thì một người trẻ chứ con thì con sẽ thích gu này. Bản thân con là người trẻ thì con thích trà Kim Tuyên hơn vì nó thanh trà hơn và ngọt, dễ uống hơn ạ. Trà Ô Long Kim Tuyên á, nó không hoàn toàn không giới hạn á. Con có thể ngoài vấn đề uống trà thực chất, mình còn có thể pha ra trà chuối cây, pha ra trà sữa. Cho nên Ô Long đối với cô là không giới hạn.